Quý vị đang tìm nhà đường to, ngõ rộng, diện tích rộng thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Ngoài anh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Với căn nhà ngõ trước nhà được 4m, diện tích của ngôi nhà 58m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng có sân cổng riêng, tổng 11 căn thì đã bán 7 căn và chỉ còn 4 căn thôi. Thưa quý vị, với hướng nhà là hướng Đông Bắc, quý vị nào đang hợp hướng Đông Bắc thì đừng bỏ lỡ nhé. Và vị trí của nó cách với trường Đại học Veneca 4,5 km, gần khu đô thị Đô Nghĩa, cạnh với lại Hoài Đức và Yên Nghĩa. Cụ thể nó thuộc Đại Thành, Quốc Oai. Mời quý vị vào khám phá căn nhà. Với mặt tiền của ngôi nhà 3m6, mặt hậu 3m6, vuông vắn, diện tích rộng 58m², đường ngõ rộng, ô tô đỗ được ở trước cửa, ngày đêm thoải mái. Thiết kế của ngôi nhà ra sao? Mời người theo em vào khám phá căn nhà. Với căn nhà giá chỉ hơn 2 tỷ nhưng đường to, ngõ rộng, cách với lại có 3 nhà là ra tới trục chính, thông, thoáng, hợp lý. Và thiết kế thì với diện tích rộng thì mới thiết kế được rộng, thoáng trước, thoáng sau. Thưa quý vị, hướng nhà là Đông Bắc với phần mặt tiền là 3m6, cửa chính, cổng chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị là cổng sắt. Còn cửa chính của ngôi nhà thiết kế là cửa nhôm hệ. Đây là cái phần để xe riêng, sân riêng để xe, không phải để xe vào trong nhà nha mọi người. Đó. Và 11 căn thì đã bán 7 căn rồi, chỉ còn 4 căn thôi. Quý vị nào nhanh tay đi gọi ngay cho Ngọc Ánh để có thể đến xem nhà và chọn lựa ngay cho mình một trong 4 căn còn lại. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh và sân sau vô cùng thoáng. Ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Với phần hoàn thiện của ngôi nhà xong hết 100%, sổ đỏ cất két sang tên trong ngày. Nếu như quý vị nào có nhu cầu mà cần hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì căn nhà này đáp ứng được tiêu chí đó cho quý vị. Hỗ trợ cho quý vị vay tầm 1 tỷ 2, 1 tỷ 3, 1 tỷ rưỡi tùy mọi người nha. Còn đâu thì pháp lý sổ đỏ chắc chắn là phải chuẩn chỉnh thì mới hỗ trợ cho quý vị vay như vậy. Và mời mọi người theo em vào cụ thể khám phá tiếp theo phần phòng bếp của ngôi nhà. Diện tích rộng cho nên là không gian phòng bếp, không gian phòng khách, phòng nào cũng rộng. Đặc biệt nhấn mạnh với quý vị là căn nhà này thoáng trước và thoáng sau. Đây là phần thoáng sau lưu không của ngôi nhà. Đấy. Về phần sau này thì quý vị có thể chế biến đồ tươi sống mọi cái ngoài cái phần phòng bếp ra. Rất là sạch sẽ. Đây là phần không gian phòng bếp đây ạ. Thông thoáng, nếu như tính từ phòng bếp, nhìn ra phần phòng khách và cửa đây mọi người thấy không ạ? Siêu rộng, ngoài những ngôi nhà Ngọc Ánh thường xuyên quay gửi tới cho quý vị 30, 32, 35 mét thì bên cạnh đó có những ngôi nhà 50, 60, 80 mét mọi người nha. Đó, và giá chỉ hơn 2 tỷ thôi. Với hơn 2 tỷ này thì cái vị trí của nó chắc chắn là không quá gần trung tâm. Khẳng định với quý vị là như vậy, bởi vì gần trung tâm nó có giá của gần trung tâm, mà xa trung tâm nó có giá của xa trung tâm. Với cái căn nhà này nó cách với lại trung tâm Hà Nội, cụ thể nó cách với lại Hồ Hoàn Kiếm, sẽ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 20 km. Cho nên căn nhà này nó phù hợp với quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Quốc Oai, đi làm ở Hoài Đức, phạm vi bán kính khoảng tầm 10 đến 12 km quay lại thôi mọi người nhé. Mọi người có thể cân đo đong đếm quãng đường đi hoặc là liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt để được tư vấn, để được đi xem nhà, để được chọn cho mình căn nhà, vị trí, giá bán ưng ý theo quý vị. Quay lại trở lại với căn nhà này thì đây phần phòng bếp. Với phần phòng bếp thì chủ nhà thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Không gian bếp ở đây rất là thông thoáng, thiết kế thêm một tầng vệ sinh để sử dụng ở phía dưới tầng 1. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, lắp đặt xong hết rồi, điện nước xong hết rồi, theo đúng như hiện trạng là quý vị sáng mua, chiều về ở được luôn. Hệ thống tay vịn cầu thang của trụ cầu thang thiết kế cho quý vị toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Tầng 2, cầu thang ở giữa, phòng vệ sinh ở giữa, hai phòng ngủ hai bên. Phòng ngủ đầu tiên hướng vào trong phần đây là có cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với phần cửa sổ này mở ra thoáng vĩnh viễn, bởi vì như ở dưới tầng 1 của máy đã quay cho quý vị ở phần đằng sau khoảng lưu không, cho nên phần mở cửa ra là rất là thoáng luôn. Đó,
hệ thống trần thạch cao, tất cả các phòng ngủ đều được lắp đặt đầy đủ. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm mẹ Việt Pháp. Hành lang đi vào giữa các phòng ngủ cũng tương đối là rộng. Phòng vệ sinh đặt ở giữa sử dụng cho hai phòng. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng, đầy đủ bồn cầu, sen tắm, lavabo, sạch sẽ. Đây ạ. Phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài, rộng và thoáng. Đấy, mọi người thấy không? Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh chợ trường, phường trạm, tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đều tương đối là gần. Cho nên với căn nhà giá bán chỉ hơn 2 tỷ và diện tích rộng như thế này thì nó không có quá nhiều mọi người nha. Mọi người theo em lên tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị sử dụng tiếp theo một phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng vệ sinh và một sân phơi. Vẫn đáp ứng được 3 phòng ngủ rất rộng cho quý vị. Đây là phần tầng 3. Nhà thì thiết kế theo kiểu nhà ống, mặt tiền 3m6, mặt hậu 3m6. Cho nên là với căn nhà này hoặc là quý vị đang có những cái lô đất, thửa đất mà chưa biết thiết kế như thế nào cho hợp lý với một hộ gia đình thì quý vị có thể tham khảo mẫu nhà này. Thay vì xây 3 tầng thì quý vị có thể xây 4 tầng chẳng hạn thì vẫn được cái công năng sử dụng quá là tuyệt vời. Đây là phần tầng 3. Nói chung là phòng vệ sinh, thiết bị mọi cái là đều đầy đủ sử dụng theo từng tầng. Đây là phần phòng thờ. Phòng thờ của ngôi nhà đây. Nhỏ nhắn, hợp lý với một hộ gia đình. Đó. Và sân phơi còn lại của ngôi nhà. Đây ạ. Rộng, thoáng cho quý vị. Đây là phần để khu vực để máy giặt. Phù hợp với một công năng sử dụng giá bán hơn 2 tỷ. Giá bán cụ thể em sẽ để ở dưới phần miêu tả. Còn lại 100% sổ sách pháp lý rõ ràng, chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, giá bán hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để có thể đi xem nhà thực tế cũng như chọn lựa cho mình một căn nhà ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.